việc được. Và rất là cảm ơn tất cả những cái tình cảm, sự quan tâm của quý vị và các bạn dành cho cô trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà bởi vì đau mắt cho nên là không sử dụng điện thoại, nên không thể giữ liên lạc với các bạn được. Nhưng mà cũng chỉ có một tuần. Thế và ngày hôm nay thì bởi vì là bây giờ tôi đang chuẩn bị luyện thi, tôi đang luyện thi HSK cho các bạn, thì bao gồm có HSK 4, HSK 5 và HSK 6. Thì ngày hôm nay xin phép được chia sẻ đến với quý vị và các bạn một vài những cái gọi là những cái kiến thức liên quan đến chương trình thi, và xin phép được nói bằng tiếng Trung ạ. 中国人有一个成语叫知足常乐。 你们听过吗? 知足常乐。 简单的说就是知道满足才会快乐。 人生最高的境界是心情愉快。 金钱并不是唯一追逐的目标。 还有其他更重要的东西，比如你有一个很健康的身体，一个知心的爱人，一个温暖幸福的家庭，一份自己喜爱的工作，这全部都不是用金钱能买到的。知足常乐可以使你的生活每天都阳光灿烂。 春暖花开，天呀，你有一个健康的身体，还有一个知心的爱人，还有一个幸福温暖幸福的家庭，还有一份自己喜爱的工作，那还说知足常乐，这是全世界最好的东西都落在你的手里了，你还说这是简单的，哎呀，真是的，真是中国人的观点啊。嗯，có một đoạn Trung Quốc thì có một cái thành ngữ gọi là gì nhỉ? Chi túc thường lạc, nghĩa là biết hài lòng với những cái thứ mà mình biết hài lòng thì sẽ vui, đúng không ạ? Và cái gọi là gì nhỉ, cái gọi là cái cảnh giới cao nhất của con người đó chính là cái niềm vui trong tâm hồn. Thế và trạng thái cao nhất của cuộc sống trong là tâm trạng vui vẻ, và tiền không phải là mục tiêu duy nhất để theo đuổi, còn có những thứ quan trọng khác. Và họ lấy ví dụ đó là, ví dụ bạn có một cơ thể khỏe mạnh, một người yêu, một người có nghĩa là một người chư xin, là một người, cái người bạn đời của bạn ấy, là cái người gọi là tri âm tri kỷ của bạn, hiểu được lòng bạn đang nghĩ gì, một gia đình ấm áp hạnh phúc, một công việc mà bạn vô cùng yêu thích. Tất cả những thứ này thì tiền không thể mua được. Và xin lỗi, là có một cơ thể khỏe mạnh đã rất là khó rồi, bởi vì bây giờ hầu như là ai cũng có một cái bệnh gì đó, hoặc là cơ thể, bởi vì bây giờ điều kiện khí hậu này rồi đủ mọi thứ, đúng không các bạn? Lại còn có một người bạn đời mà hiểu được bạn, trời ơi, lại còn có một gia đình ấm áp hạnh phúc, một phần công việc mà bạn vô cùng yêu thích. Và trong quan điểm của người Trung Quốc thì khi mà bạn biết hài lòng với những thứ mà bạn đang có như thế này thì là bạn sẽ biết niềm vui không đâu ạ. Trư dấu tráng lừa, nếu như mà giải thích như thế này thì hoàn toàn không đúng. Trư dấu tráng lừa là theo quan điểm của cô đó là biết hài lòng với những gì mà mình đang có, chứ không phải là có một sức khỏe này, có một gia đình hạnh phúc này, có một cơ thể khỏe mạnh, có một gia đình hạnh phúc, một người bạn đời thấu hiểu bạn, thông cảm, yêu thương bạn, một gia đình ấm áp, mà một công việc mà bạn yêu thích, thì lúc đó bạn mới tự hài lòng. Tất cả những cái này là những cái thứ mà tuyệt vời nhất của cuộc đời con người rồi, còn gì nữa, đúng không các bạn? Cho nên là cái thành ngữ trư dú tráng lừa không phải mang nghĩa này, mà nghĩa là bạn biết hài lòng với những gì mà bạn đang có. Ví dụ, Coco看到很多年轻的朋友在 Facebook 的朋友圈上面写着很多关于他们的情绪
扣扣看一下。虽然这些朋友他们不互相认识，但是看的一个共同点就是，迷茫与孤单，跟父母的，他们跟父母之间有非常严重的代沟。你们还记得上一次 Coco 说代沟是什么吗？就是那个，恍隔代际，几乎是无法解决，因为他们父母的想法跟他们自己的想法完全不一样。回想我还很年轻的时候，其实也曾经迷茫过，但是我总是一个人生活，所以已经学会怎么去调整自己的情绪了。gần đây thì cô có đọc được một số những cái đoạn mà các bạn trẻ viết trong Facebook của các bạn. Thế và mặc dù là các bạn không quen biết gì nhau cả, mỗi người ở một nơi, nhưng tựu chung lại có một điểm chung, đó là có thể nói bằng hai từ ghép là hoang mang, bối rối và cô đơn. Các bạn có những bạn thể hiện rằng cái khoảng cách thế hệ giữa các bạn với bố mẹ là vô cùng nghiêm trọng và gần như là không giải quyết được, gần như là không giải quyết được. Thế và cái gọi là cái vấn đề tồn tại giữa quan điểm, cái gọi là những điều mà bố mẹ đang suy nghĩ với những gì mà các bạn đang nghĩ nó khác nhau rất là xa, và cái gọi là cái mâu thuẫn trong gia đình giữa con cái với bố mẹ nó là một cái mâu thuẫn rất là khó để giải quyết. Thế thì cô suy nghĩ lại là các bạn năm nay cô có 40 tuổi mà các bạn chắc là hơn 20, thì gần 20 năm trước cô có những cái cảm xúc như các bạn không? Về cái gọi là mí mắng, tức là bối rối, là hoang mang, là徘徊, là bút chữ tỏ quay chữ gì đó chén thú, quay chữ gì đó chăng lái sư y ú sủa chứ, không biết một cái gì về tương lai, có nghĩa là tương lai mờ mịt. Cô có chỉ bối rối chứ không nghĩ rằng tương lai mù mịt, bởi vì mình được học hành đầy đủ mà, mình được học hành, mình được học ở trường sư phạm và mình có kiến thức ở trong đầu, cho nên là mình chẳng lo là mình sẽ không có cơm để ăn, điều đó là chắc chắn. Thế còn khoảng cách về thế hệ, cô là người độc lập, cho nên là tất nhiên mẹ cô không ủng hộ việc cô đi Trung Quốc để làm giáo viên, bởi vì các bạn cũng biết rồi, Trung Quốc có rất là nhiều vấn đề liên quan đến Trung Quốc, cho nên là khi nhắc đến là con bác đang ở đâu và con tôi đang ở Trung Quốc thì gia đình cũng cũng bị người ta nói này nói kia chứ không phải là không. Thế nhưng mà cũng không đến nỗi là gọi là cái khoảng cách thế hệ nó nghiêm trọng đến mức là không thể giải quyết được, bởi vì là mình vẫn nghĩ rằng là bố mẹ sinh ra vào những cái năm bốn mấy năm mấy đó thì họ cũng rất là vất vả, cho nên là họ cũng có những cái trải qua quá nhiều những cái năm tháng đói khổ rồi, cho nên là vật chất đối với họ vô cùng quan trọng. Thế và cô thì sống một mình, cho nên là rất là độc lập về tài chính và cố gắng để gọi là học được cách tự điều chỉnh cái cảm xúc của bản thân. Vì thế cho nên là không cảm thấy cô độc. Mặc dù mình sống một mình nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay cô độc, bởi vì mình có quá nhiều, mình sống một mình cho nên là mình có nhiều thời gian hơn để làm những điều mình thích. Thế thì quay trở về với cái câu thành ngữ là gọi là gì nhỉ? Là biết chọn niềm vui với lại là cái những gì mình đang có. Nếu như mà bạn không có được những gì bạn muốn thì bạn hãy yêu những gì mình có đi. Ví dụ nhé các bạn này, ở trong cái đoạn mà HSK4 người ta cho thi ấy, một cơ thể khỏe mạnh,
một người bạn đời thấu hiểu bạn, một gia đình ấm áp hạnh phúc, một phần công việc mà bạn vô cùng yêu thích. Thế thì trong bốn cái điều này, nếu như họ coi rằng đây là những thứ mà tiền bạc không mua được và có được những thứ này thì là bạn nên biết vui với lại là những cái điều này. Thế thì cô chẳng có cái gì để vui cả. Các bạn quay trở về với câu này nhé. Một cơ thể khỏe mạnh, cô không khỏe mạnh bởi vì bản thân cô là bị trước kia bị tràn dịch màng phổi, nên là bây giờ cô hậu quả đó là bên phổi trái của cô là bị nó đặc lại, nó đặc lại các bạn. Thế và nó cứ dày lên, dần 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 thì nó sẽ bị vôi hóa và nó sẽ cứng lại. Điều đó cô biết, cho nên là cô trân trọng từng giây từng phút mà mình đang có. Thế và một người bạn đời hiểu bạn, cô là người độc thân, cho nên là có thể là mình có rất là nhiều người bạn gọi là yêu quý mình, nhưng nếu mà nói là một người bạn đời gọi là hiểu bạn, thấu hiểu bạn thì cô không có. Thế và một gia đình ấm áp và hạnh phúc thì cô không có gia đình riêng, cho nên là cái này cũng không có. Một phần công việc mà bạn rất yêu thích thì cô có quan điểm rằng là làm bất kỳ công việc gì mình cũng đều yêu thích. Thế thì nếu như quan điểm như thế này thì cô chẳng có cái gì để mà vui cả, nhưng các bạn lại thấy hoàn toàn ngược lại, đó là cô sống rất thoải mái và rất vui. Rất vui bởi vì sao? Bởi vì cô luôn yêu những gì mà mình đang có. Tất nhiên mình cũng muốn có nhiều hơn chứ, nhưng mà cái điều kiện của mình nó như thế và mình phải chấp nhận và mình biết hài lòng với cuộc sống. Vì thế cho nên là các bạn có thể đọc những cái điều này, có thể là các bạn cảm thấy đấy là mơ ước của bạn thì bạn cứ theo đuổi thôi. Nhưng cô muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Đó là khi chúng ta đặt quá nhiều niềm tin và sự hy vọng vào một điều gì đó thì chúng ta rất dễ thất vọng. Và quay trở về với chỉ số cảm xúc, vì cô là người thường xuyên đi làm thiện nguyện, cho nên là cô cũng hiểu rằng có rất nhiều người cái gọi là gì nhỉ, cái chỉ số cảm xúc rất là thấp. Họ có thể rất thông minh nhưng chỉ số cảm xúc rất là thấp, cho nên tại sao mà bị phản bội này, bị thất tình này, người ta hay bị điên, người ta hay gọi là những cái vượt qua cái sự chịu đựng của họ. Bởi vì sao? Bởi vì là họ đã đặt quá nhiều cái niềm tin của mình vào một cái gì đó. Cô là người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu. Và có một câu mà cô rất thích, đó là gì? Đó là tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ, là một người rất là gọi là gì nhỉ? Nhanh nhẹn, thông minh, bởi vì mình tuổi gà mà vất vả phải đi kiếm ăn, cho nên là mình phải chăm chỉ, điều này đúng. Và có một điều đó là không bao giờ để tất cả trứng gà trong một cái giỏ. Câu này các bạn có hiểu là gì không? Có nghĩa là mình luôn luôn có một cái phương án dự phòng cho cuộc sống của mình. Ví dụ, quay trở về với chủ đề đó là các bạn mà cái chỉ số cảm xúc thấp, mà khi bị phản bội thường xuyên có những cái phản ứng quá đà, và gần như là các bạn phải biết là ở trong cái bộ não của mình có một cái dây thần kinh, người ta gọi là cái gì nhỉ? Nó giống như là một cái dây chun đấy các bạn. Cái dây chun này. Người còn mình không biết là các bạn gọi là cái gì mà mình cứ quen miệng mình gọi là cái dây chun, cái dây thun ấy, dây nịt. Thế thì nó giống như là một cái dây và khi mà bạn kéo căng quá thì nó sẽ đứt. Vì thế cho nên là cái trong bộ não của chúng ta cũng như thế, nó có một cái dây. Vì thế nên là các bạn đừng bao giờ kéo để cho cái dây này nó có thể bị đứt. Cho nên là tình cảm của chúng ta phải học cách để khống chế cái cảm xúc của chúng ta. Khống chế cảm xúc không hề đơn giản, nhưng chúng ta phải học. Và khi mà các bạn đã hiểu được rằng là cuộc sống nó là như thế, thì lúc đó chúng ta mới biết hài lòng về những gì mà chúng ta đang có. Tất nhiên chúng ta phải nỗ lực để có tài chính. Chúng ta không cần thiết quá giàu, bởi vì nếu mà quá giàu thì thực sự là rất mệt, bởi vì cứ suốt ngày phải nghĩ xem là có ai đụng đến tiền của mình không hay thế này thế kia, rất là mệt. Và chúng ta phải cố gắng là tự lực cánh sinh. Vâng ạ, video chắc là cũng đã dài rồi, cho nên là cô sẽ chia sẻ thêm với các bạn ở những video khác. Chân thành cảm ơn các bạn.